Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Giò. Mình là Viên Tào Lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Bà Lao Tài. Đây là cuộc thanh trần thanh lý nội bộ. Đại Lâm Sinh và Nhân Mập lần đầu tiên kết hợp với nhau, gặp gỡ với cái thành bộ đội và Dĩ Chim. Dĩ Chim một trong những cầu thủ đang lên bán đất và bán đất. Ok, vô hàng. Chỉnh nha, chuyện trắng nha các bạn. Đại Lâm một mình chấp ba coi các bạn. Công tay đàng hoàng. Khóc lóc đây vậy. Cậu bác thì quýnh diện được chưa? Vô la làng. Ai đều. Trời ơi, xanh xanh quýnh viên quy vỏ. Quýnh viên quy vỏ, kìa, quýnh kìa. Thật sự thì chú Lâm quá vợ mọi người ơi. Okay.
Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Thật sự ban rất hoài cũng vậy. Ban rất là ban rất. Xin lỗi chị không nói mọi người ơi. Đúng là dễ chim cùng mía. Quá ghê gớm gớm ghê. Xịn xịn vẫn như ngày nào. Chẳng bóng quá ghê. Còn đây là các cầu thủ già chuẩn bị vào. Xem vào hang. Các cầu thủ già ôm. Giữ dần dần. Ôm và cố ôm nè. Các bạn xem vài pha bóng đầu tiên của các cầu thủ già nha. Thánh địa gò sồi. Các cầu thủ già ôm. Giữ dần ôm. Các bạn thấy với xe và le và xe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you các bạn luôn ủng hộ đồng hành cùng kênh Đại Lâm Bùi Giò. Đây các bạn xem nha. Ôm và ôm nha. Oh.
các bạn chờ một hai pha xem mình chơi vui vẻ nha các bạn. Rồi phát bóng đây. Check. Ok. Vô ha. Đây các bạn xem ông già kia ôm. Đấy, quá ôm. Quá ghê. Các bạn thấy thi thế nào? Phát ôm quá ghê. Phát đập quá tốt không gì rồi. Cú phát bóng đi chợ ngày nào của Kiệt Heo. Một đều. Cú phát bóng đi vào lòng đất. Đây các bạn xem chuyện 2 bao chuyện 1 đấy. Lưới phát rồi. Các bạn thấy không? Hai ông già bên kia chuyện 2 bao chuyện 1. Bên kia là ba ông già các bạn, có giấy bảo hiểm hết rồi. Nè, chuyện 2 bao chuyện 1. Đó, quá đẹp phát. Quá ghê. Phát nổ bom liên tục các bạn ơi. Quá ghê. Hai đều. Các bạn hãy chờ xem xi măng bạn của bộ đội công như thế nào. Bên chuyện 2 làm gì đây? Quá ghê. Có em. Cái gì em có em hỏi nó. Quá hay chưa phát. Xin chúc mừng các bạn đến thánh địa gọi rồi. Chúc các bạn luôn như buổi chiều sức khỏe sẽ bóng vui vẻ nha. Quân có mà. Em hỏi nó. Đồ lẻ hả? Lẻ là em hỏi nó coi, em hỏi nhắn tin hỏi nó thử rồi nha. Không có hả? Chắc có đồ bộ không gì đúng không? Quá ghê. Rồi các bạn xem bao nhiêu rồi nha. Đây là các cầu thủ già ôm và ôm, ôm dữ dằn ôm. Còn bạn thấy trên kia ôm những cầu thủ võ lâm nằm trên kia. YouTuber thỏ mất kính già đây là.